Hello everyone, xin chào các bạn. Welcome back to Hà Nội Language and Cultural Academy YouTube channel. Today's video topic is about musical instrument. What kind of instrument can you play? Please comment in Vietnamese after watching today's video. Đàn guitar. Đàn guitar. Tôi chơi đàn guitar được 5 năm rồi. Tôi chơi đàn guitar được 5 năm rồi. Đàn piano. Đàn piano. Đàn dương cầm. Đàn dương cầm. Tôi học chơi đàn piano từ khi còn nhỏ. Tôi học chơi đàn piano từ khi còn nhỏ. Đàn violon. Đàn violon. Đàn vĩ cầm. Đàn vĩ cầm. Mẹ tôi dạy tôi chơi đàn violon. Mẹ tôi dạy tôi chơi đàn violon. Trống. Trống. Tôi không biết chơi trống. Tôi không biết chơi trống. Đàn hạc. Đàn hạc. Tôi bắt đầu học chơi đàn hạc. Kèn saxophone. Kèn saxophone. Em trai tôi đã mua một chiếc kèn saxophone. Em trai tôi đã mua một chiếc kèn saxophone. Sáo. Sáo. Ông tôi là nghệ sĩ sáo. Ông tôi là nghệ sĩ sáo. Trống lục lạc. Trống lục lạc. Trống lục lạc có nguồn gốc từ Ai Cập. Trống lục lạc có nguồn gốc từ Ai Cập. This is the end of today's video. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you and see you next video.